Vâng, xin chào quý anh chị và các bạn. Xe đạp địa hình là một người bạn đồng hành lý tưởng dành cho những ai đam mê khám phá, chinh phục những cung đường mòn, gồ ghề. Hiện nay, xe đạp địa hình có rất nhiều trên thị trường, từ phân khúc tầm trung đến cao cấp với nhiều cấu hình khác nhau. Và nếu anh chị và các bạn đang tìm kiếm một chiếc xe đạp địa hình có chất lượng tốt và giá cả phải chăng, thì đây là một sự lựa chọn tuyệt vời. Line MX2000, quán quân trong phân khúc xe đạp địa hình khung nhôm. Với thiết kế mạnh mẽ, linh hoạt cùng khả năng vận hành vượt trội, Line MX2000 sẽ mang đến cho anh chị một trải nghiệm đạp xe đầy phấn khích và tự do. Vậy, chiếc xe này sở hữu những cấu hình và tính năng gì? Chúng ta cùng tìm hiểu ngay sau đây. Ok, bắt đầu thôi. Khung xe được làm từ hợp kim nhôm cao cấp, có khả năng chịu lực tốt và chống rỉ sét, giúp xe vận hành ổn định trên mọi địa hình. Cổ lái được làm từ hợp kim nhôm kết hợp với tay lái được làm từ thép cường lực, đem đến sự thoải mái, hiệu quả đạp xe và khả năng điều khiển của người lái. Xe được trang bị bộ chuyển động Shimano 24 tốc độ với tay đề số Shimano EF 500 3x8 tốc độ, kết hợp với gạt đĩa và gạt líp Shimano Toley TI 300 hoạt động êm ái và chính xác, giúp người lái dễ dàng thay đổi tốc độ phù hợp với từng loại địa hình. Phuộc trước của xe được trang bị hệ thống giảm xóc lò xo có khóa hành trình, giúp xe di chuyển êm ái trên các địa hình gồ ghề và có thể khóa lại khi đi trên đường bằng phẳng. Xe sử dụng phanh đĩa cơ cho cả bánh trước và sau, đảm bảo lực phanh mạnh mẽ và chính xác trong mọi điều kiện thời tiết. Mayer nhôm bi bạc đạn đảm bảo hiệu suất, độ bền và tính an toàn cho xe khi sử dụng. Cầu yên hợp kim nhôm cùng với yên bút mọc da mềm mại giúp người lái duy trì tư thế cân bằng và ổn định khi di chuyển trên địa hình gồ ghề, dốc núi hay đường mòn. Vành xe hợp kim nhôm hai lớp cao 20mm kết hợp với lốp CST làm tăng độ bám đường và khả năng chống trơn trượt. Nhìn chung, Line MX2000 là một chiếc xe đạp địa hình với nhiều ưu điểm nổi bật như thiết kế đẹp, khung sườn chắc chắn, bộ chuyển động Shimano mạnh mẽ, phanh đĩa an toàn và giá thành hợp lý. Chỉ chưa đến 6 triệu đồng là anh chị đã có thể sở hữu một chiếc xe đạp tuyệt vời này. Còn anh chị nghĩ sao? Nếu thích video này, hãy cho em xin một like, một subscribe, nhấn chuông thông báo để tiếp tục ủng hộ em làm ra những video tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!